ơ rửa xe. Bảo ơi, đi. Bảo ra chú rửa người cho. Này đăng lên kìa, rửa xe thôi. Lau bệnh lau lộn cho sạch vào. Ờ, lau sạch vào không phải nó mắng ấy. Nên gần đâu lau lộn đi. Lộn với đùa thì cũng sạch vào. Đăng lên được mà cô ấy. Dạ, về Bắc Ninh chỉ để rửa xe ạ. Gạch dạ. Có gạch không? Gạch á? Đếm gì? Mẹ nói nhiều nhỉ? Bảo nói gì? Cái thằng này làm ăn chậm nhá, cuối tháng cắt tiền thưởng nhá. Trừ lương nhá. Dẻ với Yên không phải lau, lau như đoán kìa, lau lau lộn với lau đúa. Đấy. Dỡ đi lau lốp. Để đi. Ô mày, lau lốp. Đi lau vành nhỏ. Này, xịt nước lên cái chỗ này này. Cứ để nước chảy này à? Chứ lau vào cái làm gì? Xịt nước lên xe này, chỗ đầy chỗ khô đây. Chắc xịt đi em, lau nhà nhà công xưởng của khách, khách đòi. Khách đến. Tranh thủ nhờ. Tranh thủ nhờ. Tất cả. Đây ta đổ cái nước này. Không tắt đâu. Anh, nói gì đi anh. Thôi đặt bọn đề là tập trung chuyên môn ở rửa xe. Chứ không là làm sượng sơn của khách, khách chửi cho đấy. Khách chửi cho đấy, khách chửi cho đây. Nhanh lên rồi còn ăn. Nhưng mà rửa cho phòng thế này một tỷ là bị rửa được cho sạch không là tiện đấy. Đoàn à, rửa cho phòng cái này để rửa cho sạch không là tiện. Cho phòng đây là ăn. Chỗ chéo mà. Đưa máy lên phòng một tí hả? Nào, 1, 2, rồi. Rồi, chỗ khác đi. Thường. Và chỉnh lại được mà. Em lên một em. Thôi chuẩn đi. Lắc đầu đi, lắc đầu đi, mày lắc đầu đi tính. Lắc mạnh vào. Nhiều vào. Đúng rồi, lắc mạnh lên để chụp vào. Đúng rồi. Chị nghe, rồi. Không, toàn phải quay những đứa là đứa đứa bị được và đứa bị không được. Đứa bị được và đứa bị không được. Các bạn trẻ lại đi phượt ơi. Phát 2. Phát 2 là Hà Nội đây. Quê mình đâu? Ao tù nước động, chó tập bơi. Vãi.
nhiều này bé rồi. Cái tí này ai mua? Đây này. Cà rốt này là to rồi đấy này. Đây á? Ừ, cái chỗ vừa lấy. Nhổ lên cho. Cái cà rốt này là to rồi, ở phía kia mới là bé. Ừ, đấy thì cây to. Đây này, cái gốc của nó to ở đây cơ mà. Cái gốc là to hơn phía dưới kia. Cái thân là to rồi. Tí nữa quay về. Tí nữa quay về. Đi cẩn thận. Ô, leo lên gùi ấy rồi. Bị vàng hết rồi nhỉ. Sao thế nhỉ? Ai biết được sao? Chết được sao? Không phải là nó chết mà nó đến ngày thu hoạch thì nó khô cây rốt ấy. Ờ, đã thu hoạch ấy đâu vẫn còn mà. Thì đến ngày thu hoạch thì nó khô cây à. Nó phải khô xong rồi người ta mới bẻ chứ. Rốt ấy. Nó thế là. Ờ. Ôi ôi chuối. Ôi chuối, có ba chuối. Xong, ôi chuối. Hả? Chỗ đấy là chỗ khác. Chỗ này chỗ khác. Ôi mày chuối. Ôi đây là cá đây này. Xuống cá đây này. Phải không? Cái đấy có phải người ta thả cá không? Nuôi tôm cá. Nuôi tôm cá này đúng không? Hay là bố ở đây? Ôi mày chuối. À không phải, bố ở chỗ khác cơ. Hình như là chuối. Ông ấy chuối phi xuống. Ôi sao rừng chuối to đùng thế kia. Phi sang kia hả? Phi sang rừng chuối đi làm tí. Phi sang kia. Phi sang được không? Chú mày sang được mà. Phi sang được không? Đi được. Người ta đi để. Ôi thì đi sang đi. Ôi phi sang rừng chuối làm tí. Thì người ta phi xuống được thì chắc là xuống được mà. Phi sang rừng chuối làm tí. Ông biết thế mà mẹ cần lên câu nhỉ? Cần của bố với cần của mình đâu. Quay này. Đi đi Dũng. Quay lại đi Dũng sáng này. Quay lại cầm tay của bố. Cẩn thận đấy. Đào vứt xe chạy. Điên à. Ô người ta câu cá ở đây á. Điên thì nhanh nhau được. Câu được. Câu cá ở đây thì làm gì có chặn ở đây rồi. Còn cá ở đâu mà cắn. Cá thích nhì. Ôi ông nào để xe giữa đường đấy. Ôi sao rừng chuối to ở này. Ủa sao. Rồi đi đúng lên. Còn hết cả vào chứ. Đường đá khiếp không. Nước trong xanh nhờ. Đẹp nhờ. Nước trong veo ấy. Xanh lắm. Để xe ở đây thôi. Để xe đây hay là phi xe lên trên kia. Phi hẳn xe lên kia đi. Cho Dũng à cho Tĩnh Huyền đi trước đi. Ôi mẹ ơi. Đây đẩy xe đây. Ôi trên này là vườn cam à. Giờ mình mới biết. Vườn chuối. Giờ mình mới biết đây là cây gì đấy. Chanh à? Tĩnh xuống đi. Xuống đi. Gãi bắc bên nhà gần đây rồi mình biết. Nhưng mà bây giờ mới lên đây. Ô mai chuối. Ô mai chuối, chuối mà em. Vào bụi chuối đây. Điện. Hay là không vào bụi chuối. Làm thời này bây giờ không có chín phèo cái thịt nở. Không có cháo hành đâu. Bây giờ có cháo tỏi thôi. Tối về nhà mình có cháo gà đấy. Cháo lưỡi. Cháo lưỡi. Vãi đàn. Cây trứng cá đấy. Lúc nãy đàn bảo cây trứng cá đấy. Không phải cây trứng cá này, cây trứng cá lần trước là ở. Lần trước là mình ở cái bến đò bên dưới kia. Còn đây cách xa cái bến đò đấy xa. Không, lần đấy không có Giang, lần đấy có Hiệp với cả Huế. Ô đây là cây gì? Cây chanh à? Cam. Cam á? Sao không có. Sao không có quả? Ủa nhiều nhờ. Nhiều dã man. Đi đây này. Đi đâu? Mày lại mày quay cây cà rốt của Thắng Huyên đi thế nào. Đây là cà rốt. Tôi ở Hưng Yên, tôi có phải ở Bắc. Mà tao hẳn lúc nào tao bảo. Đây hả? Đây là cây cà rốt của bạn Huyên. Thôi Huyên đây. Đây Huyên đây. Huyên nói đây là cây cà rốt. Đây là cây cà rốt nhưng mà không phải. Hả? Ở dưới kia là cái gì? Không biết, hay
thử đi, thử xuống ấy đi. À, lúc này người ta thấy một đám. Ôi sao đông thế nhở? Em ơi, ở dưới kia là cái gì ấy? Em ơi. Ôi đi xuống cho đi, đi xuống đấy. Đi xe máy xuống đây không? Xe máy chứ phi xuống không? Không, chỉ đi bộ thôi. Thế đi, đi xe ra đấy, chỗ nào không đi được nữa thì dừng lại. Đi 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 đi. Tao thấy lâu rồi đấy. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Quá xe vào. Đây tao có khóa này. Đi đi lại đằng kia đã, để xe đằng đi. Đây này. Chúng nó đi được đến đâu thì mình đi. Vừa nãy chúng nó chả đi xe làm gì nữa. Đi, 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 đi. Đi, đi nhanh lên. Đấy, đi chơi đông này mới vui này. Cả hội đi chơi này chứ. Bốn tàu con trai với hai con gái nhà vườn sắp đôi rồi hết. Ok, đi. Cây này cây cam à? Cây cam hay cây chanh? Điên à, bưởi mà có gai à? Ủa, em ơi, ở dưới kia có chị đẹp không? Em chưa đi đến đâu. Ồ, thì hả? Thì anh đèo em đi nhá. Sâu này á? Ôi đi tự, đi tiếp. Ôi, em à? Ơi, ở dưới kia có gì ấy? Em chưa đến nơi à? Ôi, đây, cái giếng này. Này, nhìn này. Đây, hồi xưa bọn ta toàn thế này mà. Hồi xưa nước bọn ta toàn thế này mà. Ở đây, bọn em đến đây làm gì đấy? Em ơi, em đi xuống đây làm gì? Xuống dưới này á? Dưới này có cái gì không? Có bãi cát ạ. Thế ở dưới kia có gì không em? Không biết. Em chưa xuống bao giờ nhưng mà chắc không có gì đâu ạ. Thử đi xuống vườn chuối xem. Đi, đi, cứ đi, đi. Tôi vào răng bẫy của các ấy đấy, thổ dân đấy. Thổ dân đấy. Ta sẽ phi nhiều chết.